Các con thân mến, ở phần đầu của bài thì các con đã được xem một video nói về một câu chuyện, một bạn nhỏ đã cõng bạn mình hơn 8 năm để giúp bạn mình được đi học giống như mình. Và cũng cô cũng đã giới thiệu cho các con cách viết, cách kể về câu chuyện mà mình được chứng kiến rồi. Sau đây chúng ta sẽ vào phần luyện tập cụ thể. Bài số 1, em hãy viết đoạn văn kể về việc tốt của em hoặc của bạn em chăm sóc khi bố hoặc mẹ bị ốm. Các con hãy ghi nhớ, đoạn văn của chúng ta sẽ kể về việc của bản thân mình hoặc bạn mình chăm sóc khi bố hoặc mẹ bị ốm. Với bài này thì cô nghĩ rằng là các con nên kể về bản thân mình hơn. Bởi vì sao? Cô tin chắc rằng bố mẹ chúng mình tuy là rất cố gắng để làm việc để lo cho các con, nhưng cũng có những thời điểm bố mẹ mình phải mệt chứ, phải ốm chứ, đúng không nào? Vậy thì chúng ta đã làm được những gì thì chúng ta hãy viết ra nhé. Đây chính là hình ảnh một bạn nhỏ chăm sóc mẹ mình bị ốm. Các con đã làm những gì? Có giống như bạn nhỏ không? Nào, chúng ta sẽ cùng suy nghĩ và cùng làm bài tập này. Cô sẽ dành cho các con thời gian là 10 phút nhé. Xin mời các con nhấn nút tạm dừng. Sau 10 phút thì chúng ta lại tiếp tục bài học nhé. Vậy là 10 phút đã hết rồi. Các con đã hoàn thành bài của mình chưa? Những bạn nào chưa kịp hoàn thành thì cũng không cần phải lo lắng đâu. Bởi vì bài ngày hôm nay cũng là một bài khá là khó với các con. Chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn văn một bạn nhỏ đã viết nhé. Về việc đã chăm sóc mẹ hoặc bố của mình bị ốm. Hôm nay mẹ bị ốm, nằm trên giường. Đó chính là cách bạn giới thiệu về câu chuyện của mình